Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tranh cổ động trong dòng chảy lịch sử luôn phát huy tốt vai trò tuyên truyền, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, phản ánh từng thời khắc lịch sử của đất nước Việt Nam. Vượt qua các đội trong khu vực châu Á, đội Cine của Việt Nam đã giành tấm vé tham dự cuộc thi Battle of the Year, giải thi Hip Hop và Breakdance quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2014, nhiều hoạt động kỷ niệm trọng thể đã được cộng đồng người Việt tại Anh, Pháp, Đức, Ai Cập, Bulgaria và Lào tổ chức. Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2014. Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bunyang Volachit cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Chính phủ Lào, đại sứ đại diện các tổ chức quốc tế cùng đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tới tham dự buổi lễ. Tại đây, đại sứ nhấn mạnh trong 69 năm qua, bằng ý chí và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, được sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới, nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế và đạt được những thành tựu kinh tế xã hội to lớn. Cũng nhân dịp này, đại sứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào anh em đã luôn đoàn kết, giúp đỡ và ủng hộ Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều làm ăn sinh sống ổn định tại Lào, cũng như giúp các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác đầu tư tại Lào để họ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển phồn vinh của Lào và cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào. Ngày 2 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức trọng thể lễ chiêu đãi kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại ngôi nhà Việt Viettel ở Berlin. Trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đánh giá, mặc dù năm sau mới là năm kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức, nhưng năm 2014 đã sớm trở thành một năm bội thu của quan hệ song phương, đặc biệt là về hợp tác kinh tế. Phía Đức cũng đánh giá cao vai trò cầu nối văn hóa và khoa học của cộng đồng người Việt tại Đức và hy vọng dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ song phương vào năm 2015 sẽ đem lại nhiều cơ hội để tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước. Ngày 2 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Trí Dũng đã hoan nghênh và cảm ơn cộng đồng người Việt tại Pháp luôn phát huy truyền thống hướng về Tổ quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ kiều bào, hội nhập và đóng góp cho nước sở tại, cũng như làm cầu nối cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng mà ấm cúng, thắm tình hữu nghị Việt-Pháp, đậm đà bản sắc dân tộc với các tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ đoàn ca múa nhạc dân gian Việt Bắc hiện đang lưu diễn tại Pháp. Tối ngày 2 tháng 9, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bulgaria Lê Đức Lưu và phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Lê Đức Lưu nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 đối với dân tộc Việt Nam, chỉ rõ trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, Việt Nam ngày nay đang trên đà phát triển không ngừng, vị thế và tiếng nói của Việt Nam đang tăng lên trên trường quốc tế. Về quan hệ Việt Nam Bulgaria, Đại sứ Lê Đức Lưu cho rằng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bulgaria có bề dày lịch sử hơn 64 năm qua, vượt lên trên nhiều thử thách và biến động của lịch sử. Hai nước Việt Nam và Bulgaria luôn gắn bó và tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Tại khách sạn Conrad ở thủ đô Cairo của Ai Cập vào tối ngày 2 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Ismael Abdelmouti, đại diện ngoại giao đoàn các nước tại Cairo cùng hàng trăm khách mời quốc tế đã tới dự buổi lễ. Tại đây, hai nghệ sĩ đến từ đoàn múa rối Thăng Long và nhà hát tuồng Việt Nam đã trình diễn một số tiết mục múa rối và múa nón mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Để chào mừng Quốc khánh Việt Nam, đoàn múa rối nghệ thuật của Bộ Văn hóa Ai Cập cũng đã trình diễn một màn múa rối truyền thống độc đáo, sôi động và đầy màu sắc. Kết thúc buổi lễ, đại sứ quán đã mở tiệc chiêu đãi, trong đó giới thiệu những món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế. Cũng nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, đại sứ Đào Thành Trung đã có cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nine TV cùng một số tờ báo lớn của Ai Cập, đề cập về chặng đường 69 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đầy tự hào của nhân dân Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại sân golf Hayes, đông nam thành phố London, cộng đồng người Việt tại Vương quốc Anh đã tổ chức giải golf của các doanh nghiệp và bà con kiều bào đến từ khắp nước Anh cũng như khách mời đến từ Áo. Cũng tại sự kiện này, ban tổ chức đã phát động phong trào quyên góp hướng về biển đảo quê hương. Tổng số tiền trên sẽ được gửi tới những chiến sĩ cảnh sát biển đang ngày đêm canh giữ biển đảo của quê hương trong tuần tới thông qua ban truyền hình đối ngoại VTV4 Đài truyền hình Việt Nam. Trong dòng chảy của nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam, tranh cổ động có vị trí vai trò to lớn và ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống của các tầng lớp nhân dân, góp phần cổ vũ động viên tinh thần hăng hái thi đua chiến đấu, lập công trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngày nay thì tranh cổ động vẫn tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, phản ánh từng thời khắc lịch sử của đất nước Việt Nam. Đây là những bức tranh cổ động được vẽ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của quân dân Việt Nam. Những bức tranh như Địch phá ta cứ đi, Phá xiềng hay Việt Nam giải phóng trở thành vũ khí sắc bén trong việc tuyên truyền và khơi dậy tình yêu nước của quân dân Việt Nam. Cái thời kỳ đấy là các nhiều họa sĩ đã đi cùng kháng chiến, tự mình sáng tác những cái tranh cổ động để tuyên truyền cho quân và dân cả nước. Và ngay từ năm 45-46 đã nở rộ cái thể loại tranh cổ động chính trị như bình dân học vụ để phục vụ trong cái việc mà tuyên truyền, cổ vũ động viên mọi người đi theo kháng chiến. Đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nghệ thuật tranh cổ động đã hoàn thành nhiệm vụ trong những thời khắc cam go nhất, truyền tải có hiệu quả những chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ tới nhân dân, góp phần to lớn vào cuộc đấu tranh giành hòa bình, độc lập. Thời chúng tôi là năm 60-70 và đến 75 ấy, khi nghe thấy tiếng gọi của Đảng, của Bác ấy, và tôi thấy những cái tranh cổ động và những cái tấm lòng của mọi người ấy, thì lòng chúng tôi xao xuyến lắm. Mà xung phong đi chứ không phải bảo tình nguyện đi, chứ không phải là mình phải bắt buộc mình phải đi. Theo họa sĩ Trịnh Bá Quát, người đã vẽ hàng nghìn bức tranh cổ động khác nhau về đề tài quân đội nhân dân. Sở dĩ tranh cổ động chiếm được cảm tình của công chúng là nhờ vào cách nhìn trực diện vào đề tài. Những hình khối, những mảng màu sắc khỏe, đơn giản nhưng vẫn chứa đựng đầy đủ lượng thông tin. Mỗi một bức tranh cổ động đều là những bằng chứng sống động về các giai đoạn lịch sử của Việt Nam. Mặc dù được sáng tác với mục đích tuyên truyền, thế nhưng tranh cổ động đã trở thành một loại hình nghệ thuật được nhiều người ưa thích. Đặc biệt, nó đóng vai trò quan trọng trong nghệ thuật tạo hình của Việt Nam và có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, hiện vẫn lưu giữ hàng trăm bức tranh cổ động qua các thời kỳ lịch sử về đề tài lực lượng vũ trang, đời sống sinh hoạt của người dân. Với những người bạn nước ngoài, tranh cổ động là cách dễ dàng nhất để họ tiếp cận với văn hóa và lịch sử Việt Nam. Đây thực sự là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Nhờ những ý tưởng phong phú trong cách thể hiện, tôi đã hiểu hơn về lịch sử của Việt Nam. Tôi đặc biệt thích những mảng màu nổi bật và những hình khối của những bức tranh cổ động này. Khoảng 10 năm trở lại đây, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng đã phát động nhiều cuộc thi vẽ tranh cổ động chính trị. Từ những cuộc thi đó, những tác phẩm mới đã được ra đời, viết tiếp trang sử mới của dân tộc Việt Nam. Ban tổ chức cuộc thi Battle of the Year, một trong những giải thi hip-hop và breakdance quốc tế lớn nhất thế giới, vừa cho biết đội Cine của Việt Nam đã vượt qua các đội trong khu vực như là Singapore, Malaysia, Thái Lan và Lào để giành tấm vé tranh tài tại giải thế giới tổ chức tại Hanover, Đức vào ngày 18 tháng 10. Được biết, trước khi tranh tài tại giải này khu vực vừa kết thúc tại Đà Nẵng vào cuối tháng 8, thì đội Cine đến từ Hà Nội từng đoạt chức vô địch của giải này tại Việt Nam.
Năm 2013, tại cuộc thi nhảy Central Dance Showdown tại khu vực châu Á diễn ra ở Singapore, thì đội Sine đã vượt qua 5 đối thủ là Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Philippines và Malaysia để đoạt danh hiệu cao nhất. Nhóm cũng đoạt giải quán quân cuộc thi vũ điệu đam mê Got to Dance 2013. Điện ảnh Nga một thời làm mưa làm gió trên màn ảnh rộng Việt Nam, nay chuẩn bị trở lại trong tháng 9 này bằng một bộ phim mang màu sắc kinh dị, bộ phim Vùng Đất Quỷ. Vùng Đất Quỷ là một bộ phim mang màu sắc kinh dị, phiêu lưu thần thoại của đạo diễn Oleg Stepchenko, được phát hành tại Nga vào đầu năm 2014. Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên được xuất bản năm 1835 của nhà văn Nicholas Gogol, bộ phim kể về câu chuyện đầu thế kỷ 18 khi nhà khoa học địa lý Jonathan Green bắt đầu cuộc hành trình khoa học từ Tây Âu đến Đông Âu và bất ngờ bị lạc trong một ngôi làng nhỏ bí ẩn được xem là vùng đất quỷ dữ. Vùng Đất Quỷ được giới truyền thông và phê bình đánh giá là một trong những tác phẩm thành công nhất của điện ảnh Nga gần đây. Bộ phim dự kiến sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam dưới định dạng 3D từ ngày 5 tháng 9 và kỳ vọng thu hút được tình yêu của khán giả Việt thế hệ mới như những gì mà điện ảnh Xô Viết đã làm được trong nhiều thập niên qua. Cá koi, một loại cá chép nổi tiếng của Nhật Bản, đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người chơi cá cảnh Việt Nam. Cũng chính từ thú vui đam mê này, các chuyên gia nuôi cá koi Nhật Bản đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình với những nghệ nhân nuôi cá cảnh của Việt Nam, thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa người dân hai nước. Hơn 200 công ty nuôi cá koi trên cả nước đã hội tụ về vườn Nhật Bản tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu hàng trăm loại cá koi độc đáo và đặc sắc. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của hơn 20 nghệ nhân cá cảnh đến từ các nước láng giềng như Singapore, Indonesia, Malaysia, Hồng Kông. Hiệp hội cá koi Nhật Bản nhận định rằng những nghệ nhân nuôi cá cảnh Việt Nam thực sự rất tài giỏi khi trải nghiệm việc nuôi và chơi cá koi, loại cá được coi là quốc ngư của đất nước họ. Cá koi của đất nước chúng tôi có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống và chúng tôi thật sự vui mừng khi sự kết hợp giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản từ một cuộc thi sôi động như thế này. Mặc dù đây là lần thứ hai diễn ra cuộc thi cá koi, nhưng chúng tôi cho rằng người Việt Nam hoàn toàn có thể chơi và nuôi thành công loài cá này ở đất nước Việt Nam. Những nghệ nhân nuôi cá koi tại Việt Nam cho rằng, khác hẳn với việc nuôi những loài cá cảnh khác, cá koi đã làm thay đổi cuộc sống và tính cách của cả người nuôi và người thưởng ngoạn. Bởi loài cá này rất khiêm nhường, không tranh giành thức ăn, bơi thong thả, quấn quýt bầy đàn bên nhau. Đặc biệt, màu sắc phong phú của loài cá này cũng tạo sự hứng thú cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Trò chơi và cá koi này thì nói chung là nó cũng rất phải con người chơi cá koi phải rất là cầu kỳ và phải tìm hiểu học hỏi, là một cái thú chơi rất là mới của Việt Nam. Thành ra chúng tôi chơi là chúng tôi phải tìm tòi trên sách báo và tìm tòi trên internet để cái cách mà để làm sao để nuôi dưỡng cá koi để tốt nhất. Cảm xúc của tôi thì rất là vui, rất là hạnh phúc, bởi vì đây là một cái hội mà để tạo cho những cái người chơi cá koi ở trong nước và những cái người bạn Nhật Bản để có những cái cơ hội mà để giao lưu với nhau và học hỏi nhau về kinh nghiệm. Cá koi còn nổi tiếng là biểu tượng cho sự trường thọ, có loài có thể sống thọ đến hơn 100 năm tuổi. Người ta còn tin rằng cá koi là loài cá đặc biệt có thể bơi vượt thác, lột xác hóa rồng, được cho là loài cá may mắn luôn đem lại hạnh phúc cho mọi người. Dù hiện nay số lượng những nghệ nhân nuôi cá koi tại Việt Nam chưa nhiều, nhưng với hiệu quả bước đầu, họ cũng hy vọng một ngày không xa họ sẽ xuất khẩu loài cá này sang thị trường nước ngoài. Thông tin vừa rồi thì đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương hôm nay. Quý vị có thể truy cập website vtv4.vn hoặc YouTube để xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.